Đây nè, đây nè, thẻ cuối nè, thẻ cuối nè, thẻ cuối nè. Brazil, ST, Brazil, ST nó mới ngon. Brazil, Brazil. Bắt đầu nha. Ronaldo. Anh em cho Khoa một cái giá nào, Khoa xăng anh 7 tò ti coi. Vòng quanh thế giới là không phải 8 triệu à. Mẹ mà chua thế. Nó là power shot đúng không? À lạnh quá. À hôm bữa là có cái anh thanh niên nào là bảo là khi nào anh Bô chơi á thì gọi là cho quét cho anh Bô 5 lớp. Không biết có không ta. Gần bằng bộ tóc của chị Trân. Đây nè. Nhà phải có nóc nó phải như thế này. 7 triệu rưỡi đúng không? Nghe nè. Vợ hả? Đâu? Vợ chuyển 7 triệu rưỡi để cho anh chơi sự kiện FC Online cái nha. Nhanh nha, nhanh nha. Nhanh nha, anh đang đợi, các bạn đang đợi bà xã. Thôi nhanh đi. Nhanh nha bà xã, các bạn với anh đang đợi bà xã đó. Chưa. Đợi xíu. Nhanh đi, 7 triệu gửi. Rồi. Sao? Sao? Alo. 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 Từ từ nha, nó có cái gọi là suốt mình chơi miễn phí chứ một lần. Hình như cái này nó đông, nó không có trúng, nó không có trúng jackpot đúng không anh em? Thôi chơi mãi he đi. Đúng không anh em? Cần đéo gì mấy cái jackpot. Có jackpot cũng đéo bao giờ tới mình trúng. Lấy gói nào, lấy gói nào. 96 à, 96 nhưng mà nó có khả năng ra từ 5 đến 8 anh em ạ. Mình phải lấy gói EBS. Rồi lấy icon mở cho nó vui. Lấy icon mở cho nó vui. Khi mà gói này lấy EBS cũng được. EBS cũng được. Yes sir. Tay à. Tay thì chứ cộng 8 mà chơi thôi. Cộng 8 mà mở phôi thôi nè. Làm content. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ từ nhá. Bây giờ mà tôi xem là cái đội hình của tôi. Đội hình của tôi rất Bellingham là quá ok rồi này. Cho Jude Bellingham lên đây đá. Còn cái vị trí của Ken Bezier, Karim Benzema mình sẽ cho Tuchemani đá nha. Tuchemani hoặc là cái thằng gì mà tóc Camavinga. Camavinga. Đó, chỗ này thay Rudiger cái thứ đồ đẹp luôn. Dạ sơ. Come on, come on. Đó, thay Camavinga đẹp. Mua Tuchemani nữa. Tắt nhạc. Giờ lành đã đến. Gói cầu thủ. Ui, gói này 30 gói là nó vãi cà lìn nhờ. Gói này trước luôn đi. Liệu chúng ta có Spotlight cộng 8 là không này. Biết đâu ra Rafinha hoặc là Vinicius thì sao. Và lỡ. Đó là cờ gì. Trời ơi, Helando đá cho đáng mặt à. Ông này lạ vậy. Vậy mở con mẹ mà gói này đi cho nó nhanh. EBS thì ra đất bèo và đẹp. Ra đất bèo. Anh Bô nạp như thế mà không được vào tớp nạp lửa. Lewandowski. Đúng không? Trời ơi. Con mẹ mà Lewandowski mùa này mà 112 á. Vãi liền nhờ tiền đạo mùa này 112. Ảo thịt đấy. Bù quá con này, bù quá con này, bù quá lửa. Ê, Gareth Bale. CB à, Gareth Bale limit rồi. Con máy à, nó xứ well nhưng mà là Chester. Ui, ông này hậu vệ chỉ số 115 còn hơn mà Lewandowski này. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Mở luôn gói này, không chần chừ anh em à.
22HR chắc chắn là ga. Mùa này thì mà ít ong lắm. Lửa Ý CF à, Ý CF hình như là ngon hay sao ấy. Trời ơi, Dinatele, Dinatele 119 cũng được. Con này hình như là tôi mới xem trên một group cộng đồng là người ta đang săn con này. À, hình như con này là người ta bảo là có ai mà bán là người ta chịu bù 10 củ nha anh em. Lời đấy. Thấy chưa anh em? Thấy chưa? Rất nhiều người mua. Ok chưa anh em? Con này mà chỉ cần nhả ra một phát thôi là có người hốt, 113 người treo đây nè. Được chưa anh em? Con này bù 10 củ đó. Bù 10 triệu đó. Rồi cầu thủ, mở con máy nó gói này đi. Ai cần mà anh nè, Rooney, Alice Can, Canduna phải anh không ta? Không phải. Rooney, Beckham, Rooney, Beckham thôi. Rooney, Beckham, lửa, ai vậy? Không lửa luôn. Trời ơi, partner ảo thật đấy. Đéo biết ông này là ông nào luôn á, thề cụ này là cụ nào trong lạ quá đây ơi. Ở luôn cái này không có nhiều. Ủa cái gói nào mới có mày 24 tò ti nhờ, chưa thấy 24 tò ti ta. Lửa. Anh Cam. Anh Cam mà ai nhờ, ai nhờ. Trời ơi, Gallagher, Gallagher đá cho Chelsea luôn nè anh Khôi ơi. Anh Khôi, anh Khôi, anh Khôi, anh Khôi. Gallagher, Gallagher mùa lỡ lỡ ngon nha, con này bù nha. Con này bù nha anh. À, Gala cười đá cho rạp xiếc mà Chelsea, hợp lý đó chứ nhờ. Gala cười đá cho gặp siết Chelsea. Bỏ qua. Đéo bù, con đó đéo bù mấy ông ơi. Từ từ nhé, mùa 24 tò ti là mùa nào mà. Ủa? Ủa? Tôi mà tôi chơi sai sự kiện à, hay sao đéo có 12-4 tò ti trong đây vậy? Hả? Ủa? Chúng JP mới có anh. Chúng Jackpot mới có ha. Còn mẹ. Thấy mấy hôm nữa tôi lên tôi biết tôi phát biểu cái gì rồi đấy. Anh không coi cái quà ở mấy mốc ta. Thấy mấy hôm nữa là tôi lên tôi phát biểu tôi biết nói gì rồi đấy. À, cộng một phát biểu. Airbus. Tôi biết tôi lên phát biểu tôi nói cái gì rồi. Đó. CM, bỉ CM, ai ta? Bỉ CM. Trời ơi, Gündogan à. Bỏ qua, đúng rồi, bỉ đúng không? Đúng rồi, bỉ, không phải Đức. Bỉ. Rồi, ai cần Real Madrid 4 gói à, vãi. Dạ. Ai cần mà 4 gói là hình như là tôi sút trúng hay sao ấy. Bỏ qua, skip nhanh. Buchaego. Brazil ST. Brazil. À, Michael Owen đá cho Manchester United. Brazil ST. À, mẹ. Sao đéo phải là ST mà nó là LB nhỉ? Roberto Carlos. Đây nè, thẻ cuối nè, thẻ cuối nè. Thẻ cuối nè. Brazil ST, Brazil ST nó mới ngon. Brazil, Brazil. Ê, bỏ đồ nha. Ronaldo. Đấy, cái vị trí này nè, trong khoảng tầm 5 năm nữa làm 7 chứ thay cái vị trí này. Bồ Đầu Nha R đúp. Nha, Bồ Đầu Nha R đúp. Dạ sao? Figo cũng được, Figo cũng được, Figo là đá cho mà gọi là Real luôn đúng không? Đúng. Anh 7LW. Trời, đá Real, đá Barca luôn hả? Ảo dữ vậy. Ờ, Roberto Carlos thì sao? Ờ, Atletico Madrid Real. Ờ, đá Real, đá Barca luôn, ảo thật đấy. Ai cần Real. Không, ý là bảo là đá Barca á. Có đá Barca nữa hả? BTB chỉ định 100, không có nhiều. Từ từ anh em ơi, tôi chơi sự kiện là có lý do của tôi ha. Tôi tích tiền để mà chuẩn bị cho có một vụ nổ đập Pro 21 tò ti. Lửa. Brazil. Ate. BTB.
Trời ơi, ra bên Jesus à. Mẹ cũng được, 117 ra bên Jesus. Phải cả. Trời ơi, Arsenal, con này chắc quay. Quay, hiếm nha anh ấy. Con này hiếm nha anh ấy. Arsenal Man City nè, con này hiếm nha. Nó ai mà đang chơi Man City với lại là mà chơi Brazil là đang rất cần con này đấy. Đừng đùa. Không, gói FA. Camera wow wow. Đó. Camera wow, camera wow, camera wow, camera wow, camera wow. Messi. Anh Senegal OT. Ê ê ê ê ê ê ê, hình như ngon hay sao ấy. Từ từ nha. Từ từ. Con 1000. Con mày em, con này 1000 tỷ á. Quái cao. 2.55. À, ngon nha con này. Có đá cho Real không? Có đá cho Real Madrid luôn hay là mà để con này đá nha. Để con này dự bị là chạy chắc ảo lắm á. Từ nhá. Cộng 5 coi, team color 7 coi. Ây da. Con này chạy tiếp lắm anh. Ây da. Má mà Cameroon nhầm. Ây da. Con này mà mình mát phết đấy, đừng đùa. Ừ. Để đá luôn anh em nhờ. Con này để đá luôn nhờ. Vào rồi đi. Này ngon, mình bây giờ mình cần gì tiền nữa mà mình phải bán đúng không anh em? Đây tôi cần bán Andre Onana nha anh em. Andre Onana cộng 8 mua 23 BL. Anh em nào mua thì inbox cho Khoa. Andre Onana cộng 8. Từ từ nha. Ủa. Em Covid Eto đây, Eto thay cho mẹ mắc gai con mẹ đi, mắc gai đá đéo nữa. Đấy. Morgata này chắc bán anh em nhờ. Ờ. Ngon. Sự kiện lời. Gói cầu thủ. Sự kiện này ngon nha anh em. Sự kiện này ngon nha. Gói 23NG online là sao ta? 23NG on cộng 5. Đang mở hai thẻ luôn. Ai vậy? Linga với Unahi là ai ta? Còn vẫn còn một gói ngon. Đây có cáp nè. À, mùa cáp này thì đéo có ai ngon ngoài anh Bảy đâu. Cái anh Bảy là ngon nhất. Mà khó. Lửa. CDM Hà Lan ai nhờ. CDM Hà Lan cộng 8 ai ta. Glover Collecting Bell. Đéo biết luôn. Mai ào thằng này chịu rồi. Hujun à. Có cáp Hujun à. Hujun bán cho mấy anh Manh Đần. Ramos. Mày em mày cocaine. Đá cho Atletico đúng không? Trời. Hết rồi đấy, sự kiện hết rồi đó anh em. À vẫn còn hai gói này. Coke. À, đéo lửa luôn. Uribe bỏ qua 108 mà không lửa nha anh em. 108 mà không lửa nha mấy ní. Gì đây? Trời ơi, Ingason nè. Mà mày CB 97 à, ảo thật đấy. Từ nha, BTB chỉ định 70. Đây mình mở luôn như vậy cho nó nhanh anh em ơi. Ha. Mình mở luôn như thế này cho nó nhanh, skip. Ủa cái gói BTB mà chỉ định 70 của tôi đó trời. Tôi lấy gói đó không vậy? Hả? Tôi có lấy gói đó không vậy? Không. Đó. Gì đây? Đức Ủa Lộc CM Hà Lan FA ai? Trời ơi Fred à. Anh trai của Fred Nendez à. À đây rồi anh em ơi. Zed Bellingham cộng 3 cộng 8. Đéo có. Thiago à. Zed Bellingham. Gì vậy anh Ben? À,
đéo có nha. Thôi được rồi. Đây nè, đây nè, tôi mở cái gói này ra Ronaldo nè, rồi tặng cho anh Độ. Đấy, hợp lý luôn. Casillas ra, BB được, Puyol ra, Gullit, Gullit vô, Gnabry vô, à, bỏ thêm bỏ hai ga nữa nhờ, Mr. Tegen ga, à, còn ai nữa ta, còn ai nữa ta, ai nữa ta, what, Rosica vô, à, bỏ thêm thằng Guardian ba ga, sao đó lên. Camera wow wow, 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 wow wow. Anh rồi đúng BTB ai nhờ. Mà sao đéo phải là thề nó lỏ thiệt chứ. Ê, mà sự kiện đây đây, mở cái này, mở gói này, sự kiện chơi đéo động lại được gì hết. Đúng là sự kiện, sự kiện mà sự kiện như cứt, đéo động lại được một cái gì hết anh em à. Dạ sơ, còn 101 á, hồi nãy tôi lấy BTB mà 101 đâu ra. Được mỗi thằng Eto. Trời ơi. Sự kiện vãi cả thịt. Gói này. Gói này mở luôn. Còn gói nào nữa không? Gói này mở luôn. Gói ủa, nãy tôi thấy gói cộng 5 đâu, 5 gói rồi ta. Thôi cứ mở như này trước. Đéo ra một cái gì mà nó không động lên một cái gì luôn, cái thề nó không động lên một cái gì hết. Lửa Đức CB FA cộng 8 luôn à. Ây da, ây da 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 da, bon ten nha, ngon nha. Ây da, mở ra được cộng 8 là ngon rồi đấy. Tưởng Rudiger chứ nhờ. Đây có mùa 24 hero nè. À đây 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 đây. Dùng chứ, dùng chứ. Ý trời. Này là thẻ chỉ định mà Viali à. Đồ f***. Cái đéo gì vậy? Senegal, ủa 7 ngày luôn hả? Má. Trời ơi, Ziali cộng 5 chỉ số 120. Vãi cả. Ups, mẹ bẩn đồ hình. Thế cho nó vuông ở đây mà, thế cho nó nhanh. Từ từ coi có thằng nào đập được không?